tin rằng mỗi người trong chúng ta đều sinh ra với một sứ mệnh. Sứ mệnh đó phải vượt trên quyền lợi cá nhân của mỗi người. Mỗi cô gái của chúng ta sẽ làm gì với nhan sắc của họ để phục vụ cho cộng đồng? Tin hãy đồng hành cùng với họ trong hành trình nhân ái vào lúc 20 giờ mỗi tối Chủ nhật trên kênh VTV9. Chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2016 Người đẹp nhân ái đã đón nhận nhiều sự yêu mến, quan tâm của khán giả cả nước qua mỗi tập phát sóng. Tập 3 của chương trình tiếp tục lên sóng với 4 dự án đầy cảm xúc do 4 cô gái xinh đẹp thực hiện. Thí sinh Nguyễn Vũ Hoài Trang, số báo danh 276. Thí sinh Trương Thị Thu Trang, số báo danh 255. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, số báo danh 036. Thí sinh Trương Thị Phương Thảo, số báo danh 299. Chị Thảo ơi! Chị Thảo ơi! Các em có món quà tặng chị. Thiệt hả? Wow, rất đẹp. Lần sau chị nhớ lại thăm ngôi trường em nữa nhé. Chắc chắn rồi, chị sẽ quay lại thăm trường các em. Tân thông hội. Hết 2 phút rồi. Chúng ta trao đổi tranh đi. Đây là nhiệm vụ của em ha. Dạ. Hẹn gặp lại em 14 giờ chiều nay tại địa chỉ này. Dạ. Chúc em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chào bạn. Bạn có phải Thùy Trang không ạ? Có người đổi đồ gấp cho bạn. Và đây là những thông tin bạn hãy đọc kỹ nó. Chúc bạn thành công. Đây, đây là nhiệm vụ của bạn. Bạn nghĩ gì về nhiệm vụ này? Em nghĩ là cái hành trình 10 bước chân này chắc là sẽ liên quan đến những em mà muốn, rất là mong muốn đá lăn trái bóng trên sân khi mà lại không có cơ hội. Bạn nói đúng rồi đó. Tại vì không phải bé nào cũng có được cái hạnh phúc bước được tới bước chân thứ 10 hoặc là chạy nhảy được bước chân thứ 10. Tiếp nối dự án Vết Sẹo Cuộc Đời, công ty cổ phần sữa quốc tế IDB, nhãn hàng sữa Lip đã thực hiện chiến dịch mang tên Hành trình 10 bước chân, gây quỹ mổ tim cho 12.000 bệnh nhân nhi bệnh tim. Đây cũng là dự án mà thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là người đại sứ truyền đi thông điệp. Cùng Lip và Vết Sẹo Cuộc Đời, chung tay giúp mẹ cứu lấy con, trái tim con hồi sinh, trái tim mẹ hạnh phúc. Em ước mơ làm gì? Muốn làm bánh kem. Làm bánh kem. Ở đó mẹ. Con còn nhỏ, sinh nhật mẹ không có tặng quà cho mẹ. Nhiệm vụ lần này không chỉ có Kim Duyên được trải nghiệm những cảm xúc nhói lòng mà ngay cả các bình luận viên cũng không khỏi xót xa. Khi mà nghe trẻ con bày tỏ cái tình cảm nó hồn nhiên như vậy, sao con không mơ làm siêu nhân, sao con không giống mấy bạn mơ lớn lên được đi du học làm bác sĩ kỹ sư, con chỉ mơ làm cái bánh. Tại vì sinh nhật má không có bánh. Không phải em, mà tất cả mọi người, đoàn cả đoàn quay phim hôm đó đều rất là nghẹn. Và đến cả anh quay phim, em thấy được anh vừa quay mà vừa lau nước mắt. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên kêu gọi gây quỹ mổ tim cho 12.000 bệnh nhân nhi. Mặc dù không hề dễ dàng trong việc kêu gọi những người không quen biết cùng nhắn tin gây quỹ, nhưng thật tốt là cô gái này đã không chùng lòng. Thì hàng ngày là mình hay nhận cái tin nhắn quảng cáo, nó rất là nhiều, mình không biết cái nào thật, cái nào giả. Anh cũng sẽ góp một phần nhỏ của mình vô. Dạ, em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Mình muốn đi kêu gọi mọi người nhắn tin như thế vì mình muốn mọi người thấy được một cái vấn đề, một điều như thế này, đó chính là khi mà chúng ta chung sức thì chúng ta sẽ làm được tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là không thể. Cho dù là công việc nào, dù là dự án nào, cho dù lớn hay nhỏ thì Thảo nghĩ rằng nó không thành vấn đề, bởi vì khi mà mình làm dự án nhân ái thì mình phải thể hiện được rằng cái ý nghĩa và cái giá trị bên trong cái công việc làm của mình. Cũng là dự án thiện nguyện dành cho các em nhỏ, nhưng dự án của Trường Thị Phương Thảo là mang tiếng cười, niềm vui đến cho các em ở trường tiểu học Tân Thông Hội ở Củ Chi. Đó là dự án Cầu Vồng Nhân Ái do Sơn Mai Lất tài trợ. Để cho chị và tất cả các bạn ở đây nè cùng biết nè, tại sao con lại dán chữ Phi và tại sao con lại nghĩ tới em con? Tại em con hồi nhỏ nó bị bệnh. Giờ em của con như thế nào rồi? Nó đã hồi phục mà nó phát triển, nó đi được rồi. Chị sẽ chúc cho em gái của em mau hết bệnh và mạnh mẽ hơn ha.
cùng nhau đến trường với các bạn, nên là em đừng có khóc nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn. Là giống như em Kim chia sẻ câu chuyện với bạn nhỏ, cách em dỗ bạn nhỏ con hãy đến đi, và em đưa ra một số những lời văn bạn rất đẹp, nhưng trong đó cái sự sẻ chia anh chưa cảm nhận được. Và đó cũng là kinh nghiệm không chỉ đối với Phương Thảo mà còn đối với tất cả các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2016. Khi lòng nhân ái và tình yêu thương phải xuất phát từ trái tim chân thành thì mới chạm được đến trái tim. Thí sinh Nguyễn Vũ Hoài Trang với dự án Trái tim xanh do công ty cổ phần Đại Việt, thương hiệu máy làm mát cao cấp Daikyo tài trợ, đã tạo nhiều cảm xúc với các bình luận viên khi cô gái trẻ này đã truyền đi thông điệp hết sức ý nghĩa là hãy yêu thương và quan tâm nhiều hơn với ông bà hay những người cao tuổi xung quanh ta. Chúc mừng em. Có cái dự án quá có duyên, dễ thương. Em tiếp cận mấy cụ, em giống như là, em biết không, em giống như, anh nói nha, em giống như là, em như bà Tiên ấy. Em đến em mang đến bao nhiêu là quà, bao nhiêu là cái hơi thở của thanh xuân. Tôi nghe ở đâu đó có câu là con nít và người già là cùng một tâm lý, đều cảm thấy háo hức, đều cảm thấy bất ngờ và không kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Vui là vui, buồn là buồn. Đó, và bạn đã làm được một điều khiến cho các cụ mà quay trở về không phải thời trẻ nữa, mà cái cảm giác giống như con nít nhận quà vậy. Nó đáng yêu vô cùng. Trang tâm đắc nhất ở cái bình luận viên Trấn Thành khi mà nói Trang là giống như một bà tiên, là đi đến đâu là phát quà đến đó. Và Trang thật sự cảm thấy rất là vui khi mà nhìn thấy các cụ nhận được những cái chiếc máy làm mát Daikyo mà Trang mang đến tặng cho các cụ. Việc của em là thể hiện làm sao để khán giả hiểu được cái sự khó khăn của những người dân ở đây, và họ là những người sử dụng trực tiếp ấy. Ví dụ như em đang nhìn thấy là họ vượt qua cái con sông này bằng cái con thuyền, và cái cây cầu mà em cần là thể hiện là cây cầu ở kia. Ghe lúa đồ, ghe máy cắt đồ đi ngang nó đụng hoài, nó hư hoài hả? Còn mình nửa đêm có kêu mình, nhiều khi mình cũng không muốn rước nữa, nó già rồi thức giấc rồi cái ngủ lại ngủ đâu được. Thành ra có cái cầu thuận tiện cho mấy đứa nó đi làm về phía nó đi cũng dễ. Cái này là lan can cho nó chắc đi lại cả ha. Qua dự án Nhịp cầu yêu thương do công ty Sen Vàng thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, thí sinh Thùy Trang được bình luận viên đánh giá cao bởi sự nhiệt tình và tích cực. Em là người dám xả thân và thâm nhập. Bây giờ mới có dẫn chứng. Một là em đứng từ trên nhìn xuống. Hai là em đứng từ dưới nhìn lên. Có đúng không? Bơi cả thuyền. Ba là em đứng đầu bên này. Bốn là em đứng đầu bên kia. Tức là tất cả những chỗ nào có thể quan sát được để em thực hiện dự án là em làm hết. Mọi người dành một tràng vỗ tay, nó phải chuẩn chắc. Bốn thí sinh chung một hành trình. Nhiệm vụ của bạn là tôn tạo làm lại cuộc đời. Lắp đặt một khu vui chơi dành cho các em học sinh. Mình sẽ làm đèn đường, những vấn đề về rác thải cũng như là môi trường. Nhưng những thử thách vẫn chưa dừng lại. Giọt lệ rơi đầy giá trị. Cái giọt lệ của em nó sẽ rơi không đúng chỗ. Đã có anh bảo vệ cho em. Và thành công sẽ đến với những trái tim chân thành. Ngay cả những cái giọt nước mắt của bạn, những điều gì bạn chia sẻ thôi, có thể những người khác nhìn vào đó, người ta cũng đã cảm thấy ấm lòng rồi. Bạn không làm được cái gì vĩ đại, hay làm những chuyện nhỏ với một cách vĩ đại. Cảm ơn em đã nhắc chúng ta. Tiếp tục theo dõi chương trình đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2016 Người đẹp nhân ái, phát sóng lúc 8:15, 8:30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV9.